Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước có khoảng 300 trại chăn nuôi heo đang hoạt động. Đa số các cơ sở chăn nuôi đã tuân thủ tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó thì vẫn còn hàng chục trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân xung quanh. Các cơ sở chăn nuôi vi phạm các quy định về môi trường chủ yếu là do nước thải chưa đạt chuẩn, dẫn đến gây ô nhiễm không khí và nguồn nước. Như tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, các trang trại nuôi heo đã và đang xả nước thải trực tiếp ra môi trường. Những dòng nước thải đen và bốc mùi từ trại chăn nuôi đổ ra cánh đồng, đầu độc môi trường và bầu không khí của khu dân cư. Nói chung bà con, cô bác, anh chị em làm ruộng trong này cũng nhiều năm rồi đó. Cái từ 2 năm nay trại heo nó hoàn thành, nó xả nước. Cái năm đầu tiên là không đáng kể, tụi em không quan tâm gì tới lắm, nhưng năm ngoái á là nó xả quá nhiều đi, nước nó tràn lan quá nhiều, đâm ra bà con cái người nào mà sát mấy mương này là hoàn toàn mất trắng. Khi mà mùa mưa tới, giông tố là cái mùi hôi thối, tức là cái mùi ga xả, tức là nó không chịu nổi, dân phải đóng cửa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy là hiện tượng là ruồi là nhiều. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước đã kiểm tra 48 trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn hai huyện biên giới là Lộc Ninh và Bù Đốp. Qua kiểm tra thì có đến 35 trang trại chưa có giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành, 26 trang trại xử lý nước thải chưa đạt quy chuẩn. 26 đơn vị đó thì khi ta phát hiện á, ta kiểm tra đó thì nước thải chưa đạt quy chuẩn, chưa đạt quy chuẩn xả thải. Hiện nay thì sở đã tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu các đơn vị đó là phải nhanh chóng khắc phục các nội dung còn tồn tại, xây dựng các công trình xử lý thải theo đúng nội dung mà báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thông qua. Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Phước, nghề chăn nuôi heo đang ngày càng phát triển. Tuy nhiên, do không tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, nên các cơ sở chăn nuôi này cũng đang ngày càng gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh. Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.